Rồi, xin chào anh chị bạn trở lại với trên đồng chơi. Hôm nay em quay cái mẫu Ford Everest bản Titanium. Đây là bản màu đỏ cam nhé. Hiện nay thì màu này là cũng màu mới. Bản này thì bọn em là bản full hai cầu. Hiện nay thì gần như toàn bộ các đại lý miền Bắc thì cái mức khuyến mại các thứ nó sẽ khá tương đồng. Ví dụ như bản này thì bản hai cầu thì hiện nay miền Bắc sẽ giảm đâu đó vào khoảng 75 triệu. Còn bản Titanium một cầu thì là 70 triệu. Ngoài ra thì với các bác mà tìm hiểu mua xe cũ, xe lướt thì bên em cũng có khá là đầy đủ các dòng một cầu, hai cầu. Ví dụ như cái dòng Everest Titanium mà một cầu 1.299 triệu đúng không ạ? Thì rất nhiều bác hỏi thì xe lướt một cầu thì bên em hiện tại đã có một bản một cầu một đỏ cam như này và một bản màu trắng đời 2022 nhé. Giá thì sẽ tiết kiệm hơn xe mới vào khoảng hơn 100. Các bác mua xe mới thì hiện nay thì xe này là xe nhập Thái, mình không được hỗ trợ về giảm thuế trước bạ của nhà nước, thì cái mức lăn bánh hiện nay đâu đó sẽ dao động khoảng hơn 1.3 tỷ một chút nhé. Khuyến mại cho bản một cầu thì là 70 triệu, khuyến mại bản hai cầu là 75 triệu. Và quà tặng khuyến mại kèm theo thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline đến kèm cho mình giúp em để bên em hỗ trợ tư vấn thêm nhé. Bản một cầu này thì hiện nay bán cũng khá là chạy, tuy nhiên thì từ lúc Santa Fe nó hạ giá niêm yết thì cái doanh số nó cũng bị ảnh hưởng khá nhiều rồi. Năm nay kinh tế nó cũng không tốt như thời điểm trước nữa. Này, thì vay mua trả góp thì thời điểm này lãi cũng khá thấp. Các bác mua công ty, mua cá nhân thì đều có cái ưu đãi riêng. Hiện tại thì cửa hàng bọn em cũng sẵn xe mới này. Xe lướt thì sẽ có vào khoảng 5-6 xe. Có đầy đủ từ phong cũ, phong mới nhá. Mình có nhu cầu alo trực tiếp giúp bên em.